5 cách để giúp cho kênh TikTok nhanh chóng đạt được 1.000 follower. Đặc biệt là cái cách thứ 5, anh chị em nào đang mới bắt đầu xây dựng kênh TikTok mà kênh TikTok của mình chưa đạt được 1.000 follow thì hãy xem hết video này nha. Cái cách đầu tiên ấy, đấy là anh chị em làm video theo những cái chủ đề về trending. Hoàn toàn anh chị em phải lên trên cái nền tảng TikTok xem là những cái nội dung nào mọi người đang quan tâm, mọi người đang có cái tỷ lệ tìm kiếm hay là tranh luận nhiều. Anh chị em lấy cái video đấy về để mình có thể là chia sẻ những bài học, mình chia sẻ những cái giải pháp. Ví dụ như ở thời điểm hiện tại đang có cái phần dịch cúm ở bên Trung Quốc hay dịch cúm ở bên Nhật Bản nó có rất là nhiều. Anh chị em nào làm bên cái chủ đề về sức khỏe thì hoàn toàn mình ở tải mấy video về trang báo, sau đấy là mình đi vào cái dạng video mình phân tích hay là mình cho mọi người một vài cái bài học, một vài cái giải pháp, thì những dạng video đấy là rất là dễ lên xu hướng. Hay là ở thời điểm hiện tại thì mình đang thấy là có rất là nhiều những bạn là mình sẽ đi theo những người nổi tiếng, xong bắt đầu là mình quay sang mình bình phẩm, hay là có thể là đâu đó nó có một vài cái bóc phốt nhỏ nhỏ đúng không nhỉ. Thì những cái dạng video đấy thì nó cũng lên xuống rất là mạnh. Nhưng mà chiếu theo luật nhân quả đối với mình ấy, thì mình là khuyến khích cho anh chị em đấy là mỗi cái dạng video, bởi vì khi mà mình bóc phốt, mình nói tiêu cực về một cái người nào đấy thì chiếu theo luật nhân quả, cái quả các bạn gặt đấy là gì? Là cái lượt view và cái lượt follow. Nhưng mà cái nhân các bạn gieo đi là cái nhân không lành, mình đang nói không tốt về một người khác thì cái gì ạ? Thì sớm muộn lâu dài thì nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ không tốt đối với mình. Thì thay vì đấy thì có thể là anh chị em lấy những cái dạng video về trending đấy thì mình sẽ chia sẻ là gì ạ? Những cái bài học, những cái đúc kết ra được để làm sao để giúp cho mọi người cảnh tỉnh, hoặc là để giúp cho mọi người có những bài học anh chị em nhé. Cách thứ hai là làm video về chủ đề giải trí. Ví dụ như anh chị em hoàn toàn có thể làm dạng video về đóng kịch bản, đóng drama. Nhưng đối với dạng video này, mặc dù là dễ lên xu hướng, nhưng để cho nó hiệu quả trong hành trình bán hàng về sau ấy, thì anh chị em nên lồng ghép những nội dung gì liên quan việc là hướng dẫn sử dụng sản phẩm, test sản phẩm, hoặc là những câu chuyện mà tạo ra sản phẩm, thì để cho cái khán giả khi mà người ta xem thì sẽ định hình về cái thương hiệu của mình, thì giúp cho anh chị em dễ dàng bán hàng về sau hơn. Cách thứ ba là làm những video hướng dẫn về những cái mẹo, những tip hoàn toàn miễn phí bằng những cách làm tự nhiên hoặc là những cái nguyên liệu tự nhiên, để giúp cái khách hàng hay là khán giả trong cái chủ đề, trong lĩnh vực của mình giải quyết một cái vấn đề nào đấy của họ. Thì đối với dạng video này ấy, thì khán giả rất là dễ comment, rất dễ thả tim và rất dễ bấm cái nút lưu video về để xem, để thực hành lại. Thì cái nền tảng với TikTok nó sẽ dễ để xu hướng cho dạng video này rất là nhiều các bạn nhé. Cách thứ tư là livestream. Thì đây cũng chính là cách mình đang áp dụng rất là mạnh mẽ trong cái hành trình xây dựng kênh TikTok của mình. Đấy là trung bình mỗi phiên livestream ấy là ở trên nền tảng nó đẩy cho mình đâu đấy khoảng tầm là 80-90% là người lạ, và thậm chí có những phiên livestream lên đến 95-97% là người lạ các bạn ạ. Và hoàn toàn là trung bình mỗi phiên live của mình sẽ rơi khoảng là tầm từ 200-300 cái lượt người follower mới, hoặc là có những phiên live stream anh chị em biết lên khoảng là tầm 500-700 người follow. Thì hoàn toàn là khi mà anh chị em live stream ấy, thì lúc mà live stream anh chị em phải kêu gọi mọi người follow, kêu gọi mọi người theo dõi để có thể là nhận được những cái voucher, để nhận được những ưu đãi các bạn nhé. Cách thứ năm là chạy quảng cáo tăng follow. Sau khi mà cái kênh TikTok của anh chị em mình đã có khoảng là tầm từ 5-10 video rồi thì bắt đầu là anh chị em có thể bỏ thêm khoảng 500-700 nghìn ra anh chị em chạy quảng cáo để tăng lượt theo dõi. Thì nếu mà anh chị em nào mà chưa biết cách để mình chạy quảng cáo tăng lượt follower trong cái kênh TikTok thì anh chị em cứ follow kênh TikTok của mình, sau đấy thì vào trong kênh anh chị em kéo xuống bên dưới một tí sẽ thấy video hướng dẫn về chạy quảng cáo tăng cái lượt follow, tăng lượt theo dõi cho cái kênh TikTok của mình anh chị em nhé.